những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta luôn có xu hướng dùng khoa học để giải thích. Mặc dù vậy, vẫn có những thứ không có câu trả lời hợp lý. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì video dưới đây có thể là lần đầu tiên trong đời bạn chứng kiến những hình ảnh khó hiểu. Video này do một cư dân mạng ở Tân Cương chia sẻ. Một vật thể có hình dạng như thanh dài di chuyển chậm rãi trong đám mây. Không ai biết đó là cái gì. Đây là hình ảnh mặt trời được vệ tinh chụp vào ngày 10 tháng 3 năm 2012. Hãy nhìn kỹ góc dưới bên trái của mặt trời. Dường như có gì đó bất thường. Giống như một xúc tu đen bám vào bề mặt mặt trời. Thậm chí bạn còn có thể thấy rõ hình ảnh nó rời đi. Các nhà khoa học giải thích rằng đó là một loại plasma đặc biệt do mặt trời giải phóng. Bạn nghĩ sao về điều này? Ánh sáng không xác định trên bầu trời. Những hiện tượng như thế này thường xuyên xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới trong những năm gần đây. Nếu chỉ coi đó là đèn pha, có vẻ như mọi người không mấy tin tưởng. Hiện tượng kỳ lạ này đã được tải lên mạng. Xét chiếu lên một vật thể khổng lồ trong đám mây. Trung tâm vật thể có hình chữ 10, được bao quanh bởi một hình tròn. Khi nó di chuyển, trông giống như một vật thể bay khổng lồ đang bay trên đám mây. Chỉ còn lại những phỏng đoán của mọi người. Chuyện này xảy ra ở một nơi nào đó ở châu Phi. Một hiện tượng lạ thường trên bầu trời tại một bữa tiệc lớn. Một lớp áo tròn đen lơ lửng trước những thân cây. Chủ sở hữu của nó có lẽ là một nhà phù thủy có năng lực phép thuật mạnh mẽ nào đó. Mặc dù chiếc áo tròn trong video trông có vẻ trống rỗng, nhưng sao cái nón của ông ta lại cao như vậy? Hay nói tới cái bóng mà tấm áo tròn tạo ra, thực ra thì đang ẩn giấu thứ gì đó. Đây là cảnh được chụp ở Văn Cung Vương, Hoa Kỳ. Một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy mà hoành tráng. Đám mây bão di chuyển nhanh. Một ngưng tụ chậm rãi thành hai hình dạng, đầu lâu rất rõ ràng, khiến người ta không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của thiên nhiên, cũng như tính cách của người chụp. Chỉ cần góc chụp lệch đi một chút, sẽ chẳng có ai có thể phát hiện ra cảnh tượng kỳ diệu này rồi. Đây là cảnh tượng kinh hãi mà một blogger có hàng triệu người hâm mộ nước ngoài gặp phải khi đang phát trực tiếp. Nhìn kỹ bức rèm sau, phía sau nó ẩn chứa chú mèo hay là thứ gì khác. Đoạn video này được cho là được quay tại phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất nào đó ở Trung Đông. Bên trong một thiết bị điện tử đang cắm điện, trên mặt đồng hồ hiển thị một số dữ liệu. Tiếp đó từ một người đàn ông làn da lò lét, ngũ quan vặn vẹo, tạo nên vẻ trông thật đáng sợ. Ôi trời, chuyện gì thế này? Thời tiết này bị sao ấy nhỉ? Bạn có thể không tưởng được, trên bầu trời cao xanh trên đầu chúng ta, mỗi ngày đều sẽ xảy ra rất nhiều hiện tượng không thể lý giải. Ra rồi, hay anh chẳng đó lại bắt sao rồi? Đám mây này không động đậy gì cả. Mọi người thường gọi những đám mây vô cùng đặc biệt mà không dễ giải thích là mây ngụy trang. Cho rằng chúng là vật thể bay không xác định ngụy trang thành những đám mây để trên bầu trời. Bầu trời tím vô cùng miếng bập này được các chuyên gia giải thích là do chồng chéo các ánh sáng màu khác nhau tạo thành. Ngày 7 tháng 5 năm 2022, xuất hiện bầu trời màu đỏ kỳ lạ tại Chu Sơn, Chiết Giang, đi kèm là những tia chớp trắng. Đây là thời tiết gì vậy? Bầu trời này sao thế? Tất cả bầu trời đều chuyển sang màu đỏ máu. Nhiều người dân địa phương nói rằng họ đã sống gần hết cả đời người nhưng chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Sấm sét rất phổ biến. Nhưng bạn đã từng thấy tia chớp màu xanh chưa?
Ôi trời. Cầu vồng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Birmingham. Đáng bay hình ống vừa nguy hiểm vừa ngoạn mục. Tốc độ dòng chảy của nó vượt quá 1.500 m/s. Ở Ấn Độ, mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra. Anh xem, bên cạnh mặt trăng, ngay cạnh mặt trời, một phần nhỏ nhô ra. Vấn đề không phải do ánh sáng của tôi, anh xem. Ôi trời, sét nó nhô ra một phần. Trời đất ơi, đó là thứ gì thế? Anh nhanh nhìn xem. Anh thấy chưa? Nó xuất hiện rồi. Chúng lại giao nhau. Mặt trời rực lửa đang đuổi theo nó. Ôi trời, anh xem. Sự việc trên trời có liên quan gì tới tôi không? Có thể nhìn thấy sự việc quá bất kính. Một mặt trời nhỏ hơn nữa đang xuyên qua các đám mây. Không thể là phản chiếu từ thủy tinh. Không phải kính. Nếu bạn đi trên phố mà chứng kiến cảnh này, bạn sẽ chạy với tốc độ là bao? Cảnh này được quay lại trên đường phố của Borazin. Những đám mây thiên thạch rùng rợn thường xuyên xuất hiện. Bóng kỳ lạ trên bầu trời, trên khắp thế giới. Cho dù máy ảnh có lấy nét ra sao, đều không thể chụp chi tiết của đối tượng. Ngắm ngay đi nào. Trời ơi, ông xem kìa. Ông không tưởng tượng được đâu. Mỗi ngày trên bầu trời trên đầu chúng ta đang diễn ra biết bao hiện tượng không lý giải nhỉ. Vài tháng trước, một cặp đôi ở Wisconsin, Mỹ, trong chuyến du lịch đường dài, đã ghi lại được một cuộc cầu đỏ lạ thường. Cơ thể bay không xác định này có màu đỏ sẫm ở nước ngoài, bên trong có vẻ như có cấu trúc hình lập phương. Thoạt nhìn có thể khiến người ta liên tưởng tới cảnh hoàng hôn, nhưng những gì xảy ra sau đó với cuộc cầu này mới khiến người ta sửng sốt. Phần dưới bên trái của nó dần dần biến mất, giống như một chiếc bánh quy bị ai đó gặp, cuối cùng thì hầu như không thể nữa. Một nền văn minh cấp cao mà trí tuệ của con người không thể nào lý giải nổi. Hay có thể đơn giản là một số điều kiện môi trường đặc biệt nào đó khiến cho cảnh hoàng hôn trông thật rùng rợn, khó lý giải. Đoạn video dựa theo lời kể thì là do chuyên gia về UFO người Mexico, Tommy, ghi lại được ở Argentina, hiện tượng dị thường không xác định. Trên bầu trời, một thứ gì đó phóng ra một tia sáng vào đầu kia. Sau đó, tại đó xuất hiện những đám mây xoắn ốc giống như bên trên, giống như một tia chớp. Rồi thì cánh cổng không thời gian mở ra. Tommy Morrison không đề cập đến ai là người ghi hình. Ông cũng không có thêm thông tin gì liên quan đến vụ việc này. Một đoạn video gần đây được lan truyền rộng rãi trên Internet. Và trong ống kính, cho chúng tôi xem đoạn khi kỳ lạ về cú vô lê vào ngày hôm sau. Người dùng mạng chụp lại được cảnh bầu trời kỳ lạ, như thể chưa tải xong vậy. Mọi người thử xem vào điểm sáng kia là thứ gì? Hình tam giác. Có nhà thiên văn học nào không? Tôi xin giải thích một chút. Tại sao mặt trăng trên bầu trời lại có điểm sáng này? Đây là một đoạn video quay cảnh đám mây. Thoạt nhìn thì có vẻ không có gì bất thường. Nhưng khi ống kính hướng vào một đám mây trắng thì một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Một số đường cận sóng hình xoắn ốc liên tục tuần hoàn từ dưới lên trên trong đám mây.
么萨拉么搜了。Rõ ràng là người quay vô cùng phấn khích khi nhìn lại các cảnh tượng kỳ diệu này, nhưng không ai biết nguyên nhân hình thành nên hiện tượng này.